vô hay vô. Còn ai thức không? Còn ai thức không mà? Hôm nay Kim Anh livestream. Hôm nay nhìn Kim Anh giống như nữ thần không? Miêu nghiêng nữa, nghiêng thành. Hôm nay có ai thấy em giống như nữ thần không? Ayo, ayo. Hôm nay á là bộ đồ này là của Khi Nguyễn làm cho Nhật Kim Anh nè. Rồi make up này Chi Minh Chu make up nè, dễ thương không? Hôm nay Kim Anh đi zing đi We Joy Awards. Cả nhà có ai thắc mắc là làm sao cái có thể gắn được cái cọng này trên đây? Hôm nay là mình hóa thân thành một nữ hoàng. Còn ai thức không? Nói chung là live vào giờ này thì chắc có lẽ là mọi người cũng đã đi ngủ rồi, nhưng mà thôi kệ. Hôm nay mình đẹp, mình xinh, mình có quyền livestream. Chào con Đỗ Trung Anh. Cháu yêu của dì. Vừa qua thì Kim Anh mới vừa phát hành ca khúc Tam Tùng Tứ Tuyệt, ca khúc đánh dấu sự trở lại của Nhật Kim Anh. Vì vậy cho nên là không biết là cả nhà mình có ai coi chưa, có ai coi trong trên kênh Nhật Kim Anh Live chưa? Trời ơi, Lâm Lâm của tôi ơi, mấy người nha, tôi đặt đồ mấy người không làm cho chế, để chế phải trở thành nữ hoàng như ngày hôm nay. Cảm ơn Kim Liên. Lâm Lâm cái gì? Biết cái gì? Em biết cái gì mà em biết hả Lâm? Em đối xử với chế như vậy em vừa lòng em không? Nhưng mà hôm nay thấy chế làm nữ hoàng có ổn không? Có được không? Gì đó hả? Trời, và Sang Nguyễn mà cũng xuất hiện nữa kìa. Nói chung là hôm nay mình như nữ hoàng, mình lộng lẫy. Cho nên là mình phải livestream. Idol của em đẹp và dễ thương. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi cười cái gì? Nữ hoàng mới chịu. Thì bởi vậy hôm nay nói chung là bất đắc dĩ được người ta làm cho mình, những stylist làm cho mình thành nữ hoàng đêm nay. Quá trời đẹp rồi, muốn gì nữa? Không, tôi không muốn. Tôi muốn mấy người à. Ok, thì hôm nay Kim Anh cũng chia sẻ thêm về cái MV Tam Tùng Tứ Tuyệt ha, được phát trên kênh Nhật Kim Anh Live. Live là cuộc sống nha cả nhà. Cho nên là trời ơi, mọi người nói thuộc bài hát của Kim Anh luôn rồi. Thật ra thì lâu lắm rồi Kim Anh mới làm cái MV Tam Tùng Tứ Tuyệt để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Sau suốt thời gian có thể nói là 3-4 năm trời Kim Anh không có làm MV gì hết. Và đến giờ phút này thì cộng hưởng là với ekip For Live của Đào Quang Nguyên, rồi những bộ trang phục trong MV đó cũng nhờ nhà thiết kế Lâm Lâm hỗ trợ cho Kim Anh để có được thành những cái MV đó. Và rất là nhiều điều khác nữa. Cả nhóm múa MTE cũng giúp Kim Anh rất nhiều. Và hình thành đến cái MV đó vỏn vẹn có 15 ngày từ lên ý tưởng cho tới ngày ra phát hành ra luôn. Thì đó là một cái điều gấp rút vô cùng, bởi vì cũng cận Tết rồi mà cái bài Tam Tùng Tứ Tuyệt này nó lại có hơi hướng Tết, cho nên là bắt buộc phải chạy đua với thời gian. Và cuối cùng thì cũng đã cho ra được sản phẩm Tam Tùng Tứ Tuyệt, đánh dấu sẽ trở lại âm nhạc của Nhật Kim Anh. Hy vọng rằng bài Tam Tùng Tứ Tuyệt của nhạc sĩ DC Tâm sẽ giúp cho mọi người có những buổi làm việc vui vẻ ha, vừa làm việc vừa nghe nha. Nhớ cày view cho Nhật Kim Anh nha. Hôm nay livestream giờ này khuya rồi cho nên cũng không có đông người coi, nhưng mà thôi cũng không sao, tại vì vừa rồi rất là nhiều người hỏi Kim Anh về sản phẩm mới là 4 sản phẩm. Hello Khê Nguyễn, trời ơi, hôm nay chế làm nữ hoàng nè cưng đó. Khê Nguyễn là người đã stylist cho Nhật Kim Anh
cái bộ đồ này và phong cách này. Hôm nay đi vô trong đó ai cũng dòm chết trơn á cưng ơi, ta dòm chứ lạ quá mà lạ lẫm quá, nữ hoàng đẹp quá đi, thương nữ hoàng quá, cảm ơn Thục Trinh Ngô nha. Trời dễ sợ không. Nói chung là bây giờ á, mình like mình biết là không có đông người đâu, nhưng mà thôi đang đẹp đang xinh mình like luôn để chia sẻ về về cái MV mới nè và về sản phẩm mới nữa. Vừa qua nhiều người thắc mắc là tại sao sản phẩm mới ra rồi mà Kim Anh chưa có live nói về cái sản phẩm đó, thì thật sự là Kim Anh quá bận đi và quá nhiều cái event. Sắp tới còn có một cái giải thưởng nữa, đó là ngôi sao của năm do báo ngôi sao tổ chức nữa. Nói chung năm nay là em có rất là nhiều đề cử nhưng mà sao chưa có duyên với giải thưởng cả nhà. Nguyễn Lê Gia Minh và MV của Kim Anh là Tam Tuần Tứ Tuyệt. Tam Tuần Tứ Tuyệt nói về cái tuổi 30 của mình ha. Cảm ơn Yến Phan, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Như nãy giờ thì chia sẻ về cái MV rồi, thì còn những cái thắc mắc của mọi người á thì Kim Anh cũng sẽ chia sẻ luôn. Tại vì rất là nhiều người nói là ồ tại sao sản phẩm bốn sản phẩm mới của Nhật Kim Anh ra rồi mà Kim Anh chưa nói gì về nó cả. Thật sự là quá là bận đi, không có thời gian để mà mình livestream. Thì hôm nay sẵn đang tươi trẻ xinh xắn đẹp đẽ nè, Kim Anh nói về bốn sản phẩm mới của bên Nhật Kim Anh nhé. Đó là bốn dòng sản phẩm dành cho da nhạy cảm ha, bốn dòng sản phẩm dành cho da nhạy cảm, gồm có sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm nè, và serum dưỡng 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 da đó, dành cho da nhạy cảm, rồi kem ngày ha, kem ngày dành cho da nhạy cảm và kem đêm. Đây là bốn dòng sản phẩm mà hiện bây giờ các chị em đang rất là thích. Những chị em nào mà đang có cái đang đang bị làn da mà nó khó chịu, nó bị giống như là mình xài bất cứ cái thứ gì, xài kem, xài phấn hay là đánh cái gì lên gương mặt của mình á, mình cũng bị ngứa, bị châm chích rồi bị nổi sần lên á, thì đó là da nhạy cảm nha cả nhà. Vì vậy cho nên là Kim Anh đã hiểu, tại vì bản thân Kim Anh cũng cái da của mình nó cũng rất là dễ bị dị ứng với là những cái sản phẩm, cho nên là mình cái vụ mất đồ tìm ra chưa, bắt rồi nha, bắt bắt mấy tên trộm rồi nha cả nhà mình. Nói chung là lát nữa Kim Anh sẽ chia sẻ về vụ trộm sau. Bây giờ có quá trời người hỏi hỏi về cái sản phẩm nhạy da nhạy cảm của bên Kim Anh, để Kim Anh nói xong nè ha. Đang nói thì bên bên cả nhà mình biết là cái da của mình á mà nó dễ bị dị ứng hay là dễ bị bong tróc hay là bị ngứa, bị châm chích, thì đó là do cái màng bảo vệ da của mình nó không còn hoạt động một cách chính xác nữa, mà làn da khỏe mạnh của mình nó đã mất đi cái hàng rào bảo vệ rồi, và nó hoạt cái hàng rào bảo vệ da của mình nó hoạt động như một cái lá chắn á, một cái lá chắn, cái có nghĩa là nó che chở cái làn da bên trong của mình để nó giúp mình bảo vệ những cái rồi tác nhân của vi khuẩn nè, hay là những cái chất kích thích, hay là nói chung là những cái gì đó ảnh hưởng xấu đến làn da. Ví dụ như cái khi mà cái hàng rào bảo vệ của các bạn ở trên da mình đó, mà nó đã bị mất rồi, nó đã không còn nữa rồi, thì cái da của các bạn rất dễ bị dị ứng với các những mỹ phẩm khác, hoặc là rất là dễ không có gì, có nghĩa là mình xài cái gì cũng được hết. Cho nên bản thân Nhật Kim Anh đã hiểu được vấn đề đó và đã sản xuất ra dòng sản phẩm dành cho da nhạy cảm nha. Bộ đôi này Kim Anh, bộ tứ này á, Kim Anh sản xuất tại Hàn Quốc ha, dành cho da nhạy cảm. Cái sữa rửa mặt này xài rất là êm và cái mùi nó cũng rất là dễ chịu và nhẹ nhàng thôi. Nó giúp cho sạch sẽ, làm sạch cái da của mình. Công dụng là nó tăng độ dày của biểu bì, nâng cao sức đề kháng cho da cũng như là bảo vệ da nha. Và nó làm sạch lỗ chân lông nè, mang lại cảm giác sạch sẽ ha, và tinh khiết cho cái làn da của mình. Giảm đi cái dịu nhẹ, nó giúp cho cái dịu dịu nhẹ lại, tại vì cái da của mình nhiều khi nó bị ngứa, bị châm chích, thì các bạn nên phải thứ nhất là tẩy trang thật sạch, thứ hai nữa là phải sử dụng cái sữa rửa mặt thật là kỹ để làm chi, để nó giúp tẩy sạch xong, sau đó thì mình sẽ sử dụng tới serum. Serum của dành cho da nhạy cảm thì nó là một cái tinh chất đậm đặc, và cái serum nó là cái tinh chất đậm đặc này các bạn, cho cả nhà mình coi ha, tinh chất của nó nè, đó thấy không,
tinh chất của nó rất là đậm đặc. Và khi mà cái tinh chất này đậm đặc này á, là nó những cái tinh hoa tinh túy gì đó dưỡng chất nhiều nhất nó nằm ở trong cái serum này. Và nó giúp bảo vệ tăng cái biểu bì da ha, để cho chị em mình á không có bị ảnh hưởng bởi những cái tác nhân ở bên ngoài vào, cũng như là cái sức đề kháng bảo vệ da của mình nó tốt hơn. Đó, nó dưỡng ẩm sâu bên trong làm dịu da, những người nào mà da bị tấy đỏ nè, bị ngứa rát khó chịu nè, do mất nước. Các bạn biết không, cái da của mình á mà nó mất nước á, là nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Nó mất nước á, nó sẽ làm cho cái da mình bị khô, bị bong tróc, cũng như là nó sẽ làm cho mình bị ngứa, bị châm chích, nó khó chịu lắm. Nói chung da nhạy cảm nó rất là khó chịu. Đó, cho nên là các bạn phải rửa mặt với cái sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm, sau đó thì sử dụng cái serum lên. Cái tinh chất đậm đặc này nó sẽ thẩm thấu vào da. Cái điều đầu tiên đó là các bạn phải sử dụng cái serum trước ha. Sau khi mà các bạn sử dụng cái tinh chất đậm đặc này rồi á, thì cái da của các bạn á, nó sẽ giúp cho cải thiện như lỗ chân lông to nè, hay là nó phục hồi lại, nó phục hồi lại cái da mà các bạn bị tấy đỏ hay là bị ngứa, bị mẫn cảm á các bạn. Đó, rồi sau khi mà sử dụng cái serum rồi ha, thì mình phải khóa lại. Ví dụ như các bạn đang chia sẻ về cái dưỡng da ban đêm nha, thì các bạn phải khóa lại bằng cái hũ kem đêm. Đây, cái kem đêm phải khóa lại nha, tại vì khi mà mình đã sử dụng cái serum lên da mình rồi á, thì các bạn phải sử dụng cái kem đêm liền rồi kem sức sức lên. Sau đó là các bạn nhớ dùng ở dưới cổ nữa nha. Sau sau khi các bạn sử dụng serum, sau đó đánh cái kem đêm lên để nó khóa lại, để nó giữ lại cái tinh chất của cái serum này nó nằm ở bên dưới da, để nó nuôi dưỡng cái làn da lại của mình, nó phục hồi lại cái làn da nhạy cảm của mình nha. Cái kem đêm á thì mình là xài bước cuối cùng ha cả nhà ha. Thứ nhất là rửa sữa rửa mặt. Sau khi rửa sữa rửa mặt sạch sẽ rồi, Kim Anh đang chia sẻ về đêm nha, thì mình lên giường, trước khi mình lên giường thì mình sử dụng cái serum, sau đó mình khóa lại bằng cái kem đêm. Nhớ nha cả nhà nha, cái kem đêm và cái serum của bên Nhật Kim Anh á, nó được chiết xuất từ những tất cả các tinh 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 chất tinh dầu, như là dầu cọ nè ha, chiết xuất từ quả bơ nè, nấm cục nè, và tinh dầu cọ, dầu hạt, mocha, Yamiya. Đó, đó là những cái tinh chất mà nó giúp dưỡng, cũng như có cái dầu hướng dương nữa nha cả nhà. Nó giúp cho nuôi dưỡng lại cái làn da của các chị em mình, nó chăm sóc cũng như là nó dưỡng da cho mình, cái làn da nhạy cảm của mình đó, nó sẽ phục hồi lại cái hàng rào mà mình đã mất đi trước đó. Nó dưỡng da lại đúng với cái tông màu của các chị em mình, dưỡng da sáng nè, nâng tông màu lên nè, và cung cấp cái độ ẩm, nó khóa ẩm cực kỳ hiệu quả luôn nha các chị em mình nha. Còn một cái hộp kem nữa đó là hộp kem dành cho da nhạy cảm, mà kem ban ngày, tức là ban ngày các bạn đi ra ngoài đường thì các bạn rửa sạch mặt cũng với cái bộ nhạy cảm này. Bộ đây là bốn sản phẩm dành cho da nhạy cảm. Sau khi rửa sạch mặt rồi, nhớ nha, khi mình đi ngủ mình dưỡng da rồi, sáng hôm sau mình thức dậy mình cũng phải rửa lại với khuôn mặt của mình rửa lại với sữa rửa mặt ha, rửa lại với sữa rửa mặt. Sau khi rửa lại với sữa rửa mặt rồi thì mình xức một lớp kem ngày nha các bạn. Đây là kem ngày của Laura Sunshine, là kem 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 ngày ha, kem ngày dành cho da nhạy cảm. Sau khi rửa mặt sạch sẽ rồi, các bạn xức một ít serum, ít thôi nha, đừng nhiều, một ít serum để nó nuôi dưỡng, sau đó mình khóa lại bằng cái kem ngày ha. Mình khóa cái serum lại bằng cái kem ngày và xức thật ít thôi. Sau đó thì các bạn xức chống nắng lên. Thật ra cái kem ngày của bên Nhật Kim Anh á, thì nó cũng có độ chống nắng á, là SPF 15. Nhưng mà cái độ chống nắng đó nó chỉ có thể sử dụng ở trong nhà thôi, mình không thể nào đi ra ngoài đường được. Vì vậy cho nên các bạn á, sau khi xức cái kem này lên rồi, cái kem ngày dành cho da nhạy cảm này rồi, thì các bạn sử dụng thêm cái kem chống nắng ở bên ngoài để mình đi ra ngoài đường một cách tự tin hơn nha các bạn nha. Cái kem ngày này á, chăm sóc và nuôi dưỡng cái làn da nhạy cảm của các bạn nè, nó tái tái có nghĩa là nó tái lại cái cấu nó tạo lại cái cấu trúc da của mình, chống oxy hóa mạnh mẽ ha, khả năng vô hiệu hóa những cái tác hại do môi trường cũng như là những cái môi trường xung quanh á, nó tạo nên, và nó tăng sức đề kháng cho da của mình,
thúc đẩy cái quá trình hấp thụ dưỡng chất, đây là serum ha, nó thúc đẩy cái quá trình phục hồi lại, cũng như là nó hấp thụ cái serum của mình, cũng như là nó hấp thụ là những cái dưỡng chất để nó phục hồi cho da của mình ha, và dưỡng sáng da, nâng tông màu da. Nhớ nha cả nhà, đây là bộ tứ của Laura Sunshine, bộ tứ dành cho da nhạy cảm nha, gồm có sữa rửa mặt, kem ngày, kem đêm và serum. Và giá của hộp kem ngày này đó là giá của nó là 950.000 đồng nha. Cái hũ này nó cũng còn có một cái tác dụng nữa, đó là nó giúp cấp ẩm và khóa ẩm cực kỳ hiệu quả dành cho da nhạy cảm nha các bạn nha. Kem ngày và kem đêm của dòng da nhạy cảm này nè là 950 hết nha cả nhà nha, nó đồng giá. Còn serum giá của nó là 1.150.000 đồng, giá của nó là 1.150.000 đồng nha. Còn cái tuýp sữa rửa mặt này là 550 nha cả nhà. Một bộ như thế này là bao nhiêu nhỉ? Một bộ của nó 950. Nói chung là 950 nè, rồi 550 nè, và 1.150.000. Thì đây, một bộ này á, các bạn mua thì các bạn liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên của bên Nhật Kim Anh nha. Một bộ này là 3.6.000 nha cả nhà. Một bộ này là 3.6.000. Nói chung là hàng, người ta nói là tiền nào của nấy. Khi mà các bạn bỏ ra một đồng tiền nào đó các bạn sử dụng á, thì nó phải thật sự xứng đáng. Sản phẩm này Kim Anh sản xuất tại Hàn Quốc nha cả nhà. Và cả nhà mình vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên dùng Kim Anh không bán lẻ nha. Tất cả những sản phẩm của bên Nhật Kim Anh là Kim Anh sản xuất và đem xuống cho các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên. Kim Anh hoàn toàn không bán lẻ. Vì vậy cho nên các chị em mình vui lòng liên hệ đến các đại lý, các nhà phân phối nha. Đúng rồi, nói chung là hôm nay xinh đẹp nên là mình livestream cho vui vậy đó. Với lại rất là nhiều, từ cái hôm mà Kim Anh sản xuất cũng như ra mắt bộ sản phẩm nhạy cảm này nè, da nhạy cảm này nè, thì Kim Anh chưa có thời gian để live, bận quá trời bận luôn. Cho nên là bây giờ live bù ha. Những ai mà chưa có coi trực tiếp cái livestream này của Nhật Kim Anh thì có thể mình sáng hôm sau mình mở lại mình coi cũng được nha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Nói chung là hôm nay tươi tắn, xinh xắn, đẹp đẽ quá cho nên kết cái dòng quá hả Thư Thư? Đó, tôi cũng kết nữa nè. Hôm nay là đi dự chương trình We Try Awards cho nên là Kim Anh làm nữ hoàng một hôm. Và hôm nay nữ hoàng rất là nhiều người hỏi quá cho nên là nói luôn sản phẩm mới. Đúng rồi nha, sản phẩm mới nha, Lý Như. Dạ. Sếp Nguyễn Thành ơi, hôm nay em phát hào quang quá. Đó, khi Nguyễn làm cho em đó, anh đã đoán trúng rồi ha. Nữ hoàng. Nói chung là đang nói về sản phẩm mới nè anh Thành ơi. Từ bữa mình ra mắt tới bây giờ đó, một cái lễ hội hoành tráng do đạo diễn Nguyễn Thành làm cho tới giờ này chưa có thời gian để mà livestream, cho nên là phải livestream cho nhiều, rất là nhiều khán giả hỏi. Và nhiều khách hàng hỏi lắm, hỏi bộ da nhạy cảm này lắm. Tại vì nhiều người bị cái làn da mà rất là khó chịu khi mà sử dụng mỹ phẩm. Cho nên hôm nay tranh thủ về trễ chút xíu nhưng mà cũng livestream ha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình nhiều. Những thắc mắc của mọi người Kim Anh đã chia sẻ xong. Thứ nhất là MV Tam Tuần Tứ Tuyệt của Nhật Kim Anh. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ cho MV Tam Tuần Tứ Tuyệt này nhé. Và thêm nữa là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Laura Sunshine, mỹ phẩm cao cấp Laura Sunshine. Và Kim Anh bước qua năm 2020 thì công ty mỹ phẩm Laura Sunshine sẽ kết hợp cũng như là ký kết với các nước như nước Nhật Bản nè, Pháp nè, Pháp thì đã ký kết rồi, Hàn Quốc cũng đã ký kết rồi, và qua năm sẽ ký kết với lại Nhật Bản cũng như là ký kết với Úc, Ý và Đức. Đó là những quốc gia mà Nhật Kim Anh sẽ kết hợp để cho sản xuất cũng như cho ra đời những sản phẩm chất lượng để dành cho tất cả quý vị khán giả, quý vị yêu thương, quý vị khách hàng yêu thương Nhật Kim Anh và yêu thương mỹ phẩm Laura Sunshine. Cam kết 100% đem đến tất cả những chất lượng uy tín nhất để cho tất cả các chị em mình ai cũng sẽ xinh đẹp và tươi trẻ. Cảm ơn cả nhà mình nhiều nha, chúc cả nhà mình ngủ ngon nè. Thôi bây giờ nữ hoàng phải đi xuống ăn đây, đói bụng quá rồi. Bye bye.